nhà yêu, mình là So đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một bức tranh mà mình vẽ. Là một bức tranh Scholar Sketch của một loại trái cây mà các bạn đã biết là trái gì rồi đó. Các bạn đã xem video vẽ tranh nhân hóa từ các loại trái cây tuần trước chưa? Và đây là Scholar Sketch của bức tranh đó. Thật ra thì không phải là Scholar Sketch nữa, mà mình vẽ riêng một tranh cho nhân vật này luôn. Thay vì mình chỉ vẽ những cái bookmark nho nhỏ thôi như là những cái video trước. Ở tranh này thì mình sử dụng loại giấy là giấy của Mai Ạc. Và loại giấy này có vân hot nha các bạn. Loại giấy này thì như mình có review trong một cái video review chung với lại màu Gansai á, thì nó có vân khá là trơn láng so với lại những cái loại giấy khác mà mình đang xài. Và định lượng của nó là 300 GSM. Tuy nhiên là mình thấy nó khá là mềm so với những cái loại giấy cùng định lượng khác của mình đang có. Texture của loại giấy này thì nó khá là trơn láng, và khi mà mình lên màu nó rất là dễ để lại viền màu và viền màu nhẹ thôi nha. Thì với những cái loại giấy có vân trơn láng như thế này thì màu lên giấy nó sẽ khá là lâu khô, bởi vì nó không có vân giấy giữ độ dính cho màu. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại có khả năng giúp cho mình dễ dàng tỉa tót ở trên giấy, bởi vì giấy này không có vân và hoàn toàn trơn láng các bạn. Màu lên giấy này thì mình thấy nó khá là tươi, và cũng như là nó không có làm hạ tông màu của mình sau khi mà giấy khô. Vì vậy cho nên là các bạn có thể yên tâm mình sử dụng những cái tông màu sáng để mà tô lên giấy ha. Không biết các bạn có thích cái texture giấy này hay không, tuy nhiên là một cái hiệu ứng trên những cái loại giấy trơn láng mà mình thường hay thấy chính là khi mà mình loang màu, khi mình màu khô nó rất là dễ động lại trên giấy và tạo thành những cái hiệu ứng chân rết. Với mình thì cái hiệu ứng này nó không có vấn đề gì cả, tuy nhiên là mình thấy là một số bạn không thích, thì các bạn có thể cân nhắc khi mà mình chọn cái loại giấy này nha. Thì mình đang sử dụng màu Hobby In và cũng như là màu Wanna để mà tô. Một số bạn thì có hỏi mình là có gợi ý nào về những cái tông màu đỏ hay không, thì như trong những cái video trước của mình á, là hai cái hãng là Hobby In và Wanna thì có rất là nhiều cái tông màu đỏ cho các bạn lựa chọn, cũng như là cái chất lượng màu của nó thì cũng rất là ổn định và dễ dàng cho mình sử dụng, nó không có bị quá là bột với các bạn. Tuy nhiên là một số cái pen và một số cái thỏi màu thôi nha, một số pen, một số tuýp màu của Hobby In và Wanna thì nó hơi bị keo theo mình thấy. Một số thôi nha, chứ không phải là tất cả. Tuy nhiên thì mình thấy nó không đáng kể và các bạn vẫn có thể cân nhắc để mà đầu tư. Các bạn có để ý là cái mắt của creator nó hơi kỳ kỳ không? Thật ra thì lúc mình tô mình cũng không có nghĩ là nó kỳ đâu các bạn. Nhưng mà khi mà mình đăng tranh lên thì nhiều bạn bảo là mắt lé, mắt hơi kỳ này nọ các thứ. Thì ủa bây giờ lỡ vẽ rồi, không lẽ xé rồi vẽ lại các bạn, nó mất thời gian lắm luôn á. Vậy cho nên là thôi kệ. Tại vì lúc mà mình vẽ mình thấy nó cũng rất là bình thường các bạn, mình thấy nó không có gì gọi là sai sai hết, cho nên là mình vẫn cứ vẽ thôi. Không biết là các bạn có thấy như vậy không, nhưng mà nói chung là đôi khi mình đặt bút vào mình vẽ thì mình cảm thấy là tranh của mình nó đã ok rồi và mình không có cần chỉnh sửa gì nữa. Tuy nhiên là sau một thời gian là mình mới nhận ra được là nó vẽ sai, nó vẽ kỳ cục hoặc thế này thế kia. Nhưng mà lúc đó thì đã muộn rồi, các bạn đã tô rồi, cho nên là cũng không có sửa nữa. Tranh này thì mình đang vẽ theo cái khổ giấy hình vuông. Và cái khổ giấy này thì nó từ một cái tờ giấy mà mình xài lỡ dở và mình lôi ra mình tô. Tại vì đợt này mình cũng hết giấy bao hông và giấy layton rồi, cho nên là mình sử dụng một cái loại giấy nó còn ở trong cái tạp của mình thôi.
Nhưng các bạn có thể thấy là những cái chi tiết xung quanh của tranh này nó rất là bé và cũng như là nó nhiều chi tiết. Vì vậy cho nên là mình cần phải có một cái cây cọ nhỏ với đầu cọ nó mềm mà để mà mình loan. Việc sử dụng đầu cọ mềm hay đầu cọ nhọn thì cũng tùy theo lực tay của mình thôi. Và để có thể dễ dàng tô thì các bạn có thể sử dụng đầu cọ mềm hoặc là cọ cứng chẳng hạn, hoặc là cọ trúng để ngậm nhiều nước để mà mình vẽ nó dễ hơn, khỏi cần phải lấy màu nhiều lần. Các bạn có thể thấy là cái quả hôm sau nó rất là nhỏ luôn, vậy cho nên là mình cần phải rất là cẩn thận để mà mình vẽ. Lúc phát thảo thì mình phát thảo rất là tùy tiện các bạn, tại vì mình không phải là một người đi nét đẹp, cho nên là mình luôn luôn lúc nào cũng vậy, mình phát thảo rất là tùy tiện luôn và mình chỉ có thể viền lại tất cả mọi thứ trong khi mà mình tô. Như vậy thì nó đỡ hơn. Người lười mà các bạn luôn có những hướng đi khác người dành cho người lười. Mình sẽ line nét lại một số cái phần đường nét mà nó không có thấy rõ trên tranh. Mình thích dùng những cái loại bút có màu khác để mà highlight lên hơn là cái việc mà mình line nét từ lúc đầu các bạn. Những cái đường nét xung quanh của nhân vật thôi chứ không thích line hết toàn bộ tranh. Ok, thì video hôm nay sẽ đến đây thôi. Mình chỉ muốn chia sẻ một xíu về cái loại giấy mà mình đang xài cho các bạn xem. Và video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.